Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình tuần này. Thưa quý vị và các bạn, vào giờ này hôm nay bao giờ chúng ta cũng được gặp nhau trong chương trình Trước Nón Kỳ Diệu. Như quý vị thấy thì vẫn là khung cảnh cũ và có thể là những sắc màu cũ, nhưng có một điều chắc chắn là những người chơi luôn là những người mới. Và họ sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều điều mới mẻ và chúng ta sẽ cùng khám phá những điều này trong Chiếc Nón Kỳ Diệu tuần này. Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng dành một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu chương trình. Xin mời Hồng Nhung. Tôi thấy là ba người chơi ngày hôm nay đều rất trẻ trung và họ đều rất tự tin. Không hiểu là những ô chữ của chúng tôi có thật sự là những thử thách khó khăn dành đến cho những người chơi hay không. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi để biết điều này. Chúng ta đang có mặt trong vòng đoán nhanh. Nếu những người chơi nào giải được ô chữ trong vòng đoán nhanh đầu tiên thì người đó sẽ là người có được mức điểm thưởng là 500 điểm và đặc biệt sẽ là người giới thiệu đầu tiên. Ô chữ trong vòng đoán nhanh thứ nhất bao gồm 23 chữ cái. Đây là tên một chương trình truyền hình. Chữ T, chữ Y. Ba người chơi đều rất đắm chìm vào suy nghĩ. Tôi vẫn chưa thấy tín hiệu trả lời ạ. Tôi thấy bạn Hiếu rất nhanh tay đưa ra câu trả lời. Xin mời bạn. Đáp án của câu này đó là tạp chí dân tộc và phát triển ạ. Đó chính là tạp chí dân tộc và phát triển. Xin chúc mừng bạn. Như vậy Hiếu là người đầu tiên sẽ có mức điểm thưởng đầu tiên của chúng tôi đó là 500 điểm. Chúc mừng bạn. Và bạn có thể giới thiệu về mình đi ạ. Vâng, em tên là Nguyễn Cảnh Hiếu, em đang là sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng ạ. Em đến từ Đô Lương, một mảnh đất hiếu học với Hoàng là thủ khoa đại học trong những năm vừa qua. Và câu trong môn yêu thích của em đó là đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí. Xin cảm ơn bạn Hiếu và bây giờ xin mời bạn Thủy sẽ giới thiệu về mình. Xin chào chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Thanh Thủy, vừa mới tốt nghiệp ở trường Đại học Nha Trang chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trước khi đến với chương trình này thì em được cả xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giao cho nhiệm vụ là sẽ giải hết tất cả các ô chữ hôm nay. Cho nên giờ em cảm thấy rất là hồi hộp. Quanh cơ hội này em cũng muốn gửi lời chào tới tất cả các người thân, các thầy cô giáo và tất cả các bạn bè đang sinh sống và công tác tại thành phố Nha Trang. Em nhận thấy là hôm nay có mình em là con gái cho nên em hy vọng sẽ được hai bạn nam này nhường cho để giành chiến thắng hôm nay. Vâng, để giúp bạn Thủy có thể giải được tất cả các ô chữ giống như mong muốn của bạn bè bạn được không nào? Dạ. Xin mời Tuấn Anh. Em là Đỗ Tuấn Anh, sinh viên năm cuối của trường Đại học Mỏ Địa chất, khoan khai thác dầu khí. Đây là một cái ngành mà như thời sự hôm mùng 1 Tết vừa rồi có nói là hot nhất trong năm 2014. Cũng may cho em là ra trường đúng thời hạn. Nên là trong tương lai sẽ có một công việc mong là sẽ rất ổn định. Và chúng tôi cũng tin rằng là với những người trẻ năng động và đầy nhiệt huyết như là Tuấn Anh thì còn rất nhiều các ngành nghề tại Việt Nam của chúng ta cần tới những người như bạn. Xin chúc bạn sẽ có thể chọn lựa được công việc ưng ý cho mình. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chúng ta đã vừa được gặp gỡ và làm quen với ba người chơi rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vòng đoán nhanh thứ hai để biết được ai sẽ là người sở hữu mức điểm thưởng 1.000 cũng như là người sẽ có lượt quay đầu tiên trong vòng chơi chính của chúng tôi. Và ô chữ của vòng đoán nhanh thứ hai gồm 15 chữ cái. Đây là tên một bài hát của nhạc sĩ Hồng Đăng. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Đó là chữ B. Lúc này tôi nhận thấy là bạn Thủy, bạn đã có tín hiệu trả lời. Đây là bài hát Biển Hát Chiều Nay. Biển Hát Chiều Nay. Thiếu chữ N, A đúng không ạ? Dạ, chữ U. U nữa theo bạn. Dạ, chữ N, chữ A và chữ Y dài. Y dài. Biển Hát Chiều Nay. Tôi thấy là rất đúng luôn. Xin chúc mừng Thủy. Bạn Thủy thân mến. Dạ. Với việc bạn giải được ô chữ này của chúng tôi thì bạn sẽ có được 1.000 điểm đầu tiên dành cho mình. Và đồng thời bạn cũng sẽ là người có lượt quay trước tiên trong vòng chơi đầu tiên. Bạn nói là khả năng nổi trội của bạn là gây ấn tượng với người mới gặp. Tôi với bạn mới gặp nhau đấy ạ. Bạn gây ấn tượng ra sao đây? Thế cho em hỏi là anh có thấy ấn tượng với em không ạ? Lúc mới gặp vậy ạ? Tôi sẽ tạm thời chưa trả lời câu hỏi này bởi vì bạn sẽ trả lời trước đi đã. Dạ, em thì...
Em thường gây ấn tượng với người mới gặp bằng cách là thường là sẽ làm những món quà do em tự làm và tặng người ta nếu mà em cảm thấy thích người ta. Đã. Vâng, rất là đáng tiếc như là bạn chưa thích tôi đúng không ạ? Nên là chưa có quà để tặng. Em đoán là các bạn mang một ba lô rồi đấy. Như vậy là phải chờ đến cuối chương trình, khi nào mà bạn thấy thật sự thích chúng tôi thì bạn mới đem ba lô đó và đem quà ra tặng. Dạ, có thể ạ. Vâng, thực ra là tôi rất ấn tượng với cả Thủy. Cái phong cách bạn đem đến cho tôi thì rất là năng động và rất là tomboy đúng không ạ? Tóc ngắn này, bạn cũng mặc vest, áo phông, chứ không phải là Thủy mị dịu dàng như là chị Hồng Nhung. Em đồng ý. Vâng. Và bạn đã sẵn sàng đến với những lời quay đầu tiên chưa? Em sẵn sàng. Chúc Thủy sẽ thành công với những cái sự dự đoán của mình nhé. Dạ. Và ở trong vòng chơi đầu tiên này thì chúng tôi có trò chơi phụ, đó chính là ô phần thưởng. Hy vọng là cả ba người chơi của chúng ta sẽ lần lượt khám phá những phần thưởng này và sở hữu những phần thưởng này nhé. Ô chữ của chúng tôi bao gồm 12 chữ cái. Đây là điểm không nên bỏ lỡ khi đến thăm Hà Nội. Có lẽ là với một người như là bạn Thủy thì tôi nghĩ đây là một ô chữ không quá khó với bạn. Tôi hy vọng là vậy thôi, còn thực tế như thế nào thì chắc chắn là phải sau những vòng quay thì chúng ta mới biết được. Xin mời. Và chiếc nón của chúng ta dừng lại ở ô phần thưởng. Xin chúc mừng Thủy. Có thể là bạn Thủy rất may mắn, ngay ở lượt quay đầu tiên thì bạn đã đến với phần thưởng của chúng tôi. Bạn sẽ có sự lựa chọn một trong ba phần thưởng. Và phần thưởng của chúng tôi trong vòng chơi này, đầu tiên đó chính là một chiếc quạt sưởi trị giá 700.000 đồng. Tiếp theo là một hộp muối dưa thông minh trị giá là 250.000 đồng. Và một bình xịt côn trùng trị giá 50.000 đồng. Xin mời. Em chọn cái ở giữa. Ở giữa đúng không nào? Dạ. Phần thưởng là một hộp muối dưa thông minh trị giá 250.000 đồng. Em rất là thích ăn dưa muối. Em hy vọng phần thưởng này sẽ giúp em muối dưa được ngon hơn. Trúng phần thưởng mà mình thích đúng không nào? Chẳng có gì tuyệt vời hơn. Đấy. Mặc dù là có thể là mình trúng một cái món quà cao hơn, trị giá nhiều hơn, nhưng mà không phải cái mình thích, mình cũng quý bằng cái này. Dạ. Một lần nữa xin chúc mừng Thủy. Bây giờ xin mời Thủy sẽ tiếp tục quay. Chia rồi, rất đáng tiếc. Sao chưa có điểm? Cả, bởi vì chúng ta chưa có điểm đúng không? Dạ. Bạn đoán đi ạ. Em xin đoán chữ N. Có hai chữ N, xin chúc mừng. Bạn sẽ có quyền quay tiếp. Đó, thật điều. Em xin đoán chữ G. Không có chữ G nào cả. Rất đáng tiếc. Lượt chơi tiếp theo dành đến cho bạn Tuấn Anh. Có chữ điểm. Em xin đoán chữ A. Có một chữ A. Chúc mừng Tuấn Anh. Bạn sẽ quay tiếp. Tôi thấy rất là ngưỡng mất điểm rồi ạ. Hy vọng rằng là sẽ qua ngưỡng mất điểm. Vâng, sự hy vọng của tôi đã không trở thành hiện thực mất rồi. Rất tiếc cho Tuấn Anh. Bạn sẽ không phải trả lời đâu ạ, bởi vì mất điểm rồi. Vâng, vâng. Em cũng định đó là lượt chơi, chúng ta phải chấp nhận thôi. Xin mời Hiếu, đây là lượt quay đầu tiên của Hiếu. Vượt qua ô mất điểm là ô 1.000 điểm. Em xin đoán chữ H ạ. Chữ H, có hai chữ H, xin chúc mừng. Và một sự may mắn cho bạn là chúng ta đã tiếp tục đến với ô 200 điểm. Em xin đoán chữ C. Chữ C, không có chữ C nào cả. Lượt chơi quay trở lại với Thủy. Là Thủy
lại là mất điểm của Thủy ạ. Vâng, chúng ta sẽ nhường cơ hội cho Tuấn Anh. Đôi khi nỗi buồn của người này lại là niềm vui của người khác đúng không ạ? Các bạn quay bạn không vui à? Cơ hội dành cho bạn mà. Vâng, Lăng này chúng ta hơi buồn cho bạn chơi. 900 điểm. Em xin đoán chữ T. Có một chữ T, xin chúc mừng Tuấn Anh. Bạn sẽ quay tiếp. Và chúng ta đang dừng lại ở ô thêm. Không phải là thêm lượt mà là ô 300 điểm. Em xin đoán chữ U ạ. Chữ U, có một chữ U. Bạn sẽ quay tiếp chứ? Vâng ạ. Bạn thân anh, chúng ta đang dừng lại câu nào đây? Em cận không nhìn rõ lắm. Vâng, thế tôi nói luôn cho bạn nhé. Ô chia đôi. Có lẽ là nếu mà dừng lại ô nhân đôi thì bạn nhìn thấy ngay đúng không ạ? Nhưng mà chia đôi là không nhìn thấy. Bạn sẽ đưa ra sự dự đoán là gì? Sự dự đoán của em là chữ R. Rất đáng tiếc là không có chữ R nào cả. Bạn thân anh thân mến, khi bạn quay về ô chia đôi thì ngay lập tức bạn đã bị chia đôi số điểm thưởng đang có của mình. Vâng. Từ 1.200 điểm xuống còn 600 điểm. Vâng. Chúc bạn sẽ may mắn ở những lượt quay tiếp theo nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chú ý đến bạn Hiếu. Xin mời Hiếu. Giờ thì Hiếu đã yên tâm hơn chưa? Thì chúng ta đang đến với ô 1.000 điểm. Em xin đoán có một chữ y ngắn ạ. Có một chữ y ngắn, xin chúc mừng. Hiếu ơi, bạn muốn quay tiếp hay là chúng ta sẽ đoán nội dung ô chữ này luôn? Em chưa đoán được. Chưa đoán được đúng không? Nên là phải quay thôi. Xin mời. Ngay khi bạn ôm mất lượt thì tôi thấy là bạn Thủy vỗ tay to lắm. Thôi thì chia tay lượt chơi này về Hiếu đúng không ạ? Lượt này bạn Hiếu sẽ nhường đến cho bạn Thủy rồi. Thì phải nói một lời nào với bạn Hiếu chứ nhỉ? Mình cảm ơn rất nhiều. Hy vọng mình sẽ may mắn lượt quay này. Vâng, và sẽ không để đến bạn Hiếu phải quay tiếp đúng không ạ? Dạ. Xin mời Thủy. Thủy nói thật với bạn là tôi cũng không biết sẽ an ủi bạn thế nào đây. Nhưng mà thôi nhá, Thủy nhá, chúng ta sẽ chờ sự may mắn tiếp theo vậy. Cảm ơn nhá. Ồ, 2.000 điểm. Chúc mừng Tuấn Anh trước ạ. Cho em xin đoán chữ C ạ. Chữ C. Không có chữ C nào cả. Rất đáng tiếc cho Tuấn Anh ạ. Bạn đã giành một mức điểm thưởng khá cao, tuy nhiên bạn đã không đoán chính xác. Và cuối cùng, lượt quay lại quay trở lại về Hiếu. Em bao nhiêu điểm rồi đấy? Hiện nay bạn đang có 3.000 điểm rồi. Quay được không? Bạn hãy suy nghĩ đi, tất cả phụ thuộc vào bạn. Vâng, em xin đoán luôn ạ. Nếu tôi ở vị trí của Hiếu, tôi cũng sẽ giống như bạn thôi. Đoán luôn, nhưng mà tuy nhiên thì bạn hãy thật chú ý nhé. Bởi vì rất nhiều người giống như bạn từng rơi vào trường hợp này, tuy nhiên thì lại không có kết quả nào cả. Vâng. Bạn hãy cho tôi biết ô chữ bạn đoán là gì? Ô chữ này là vườn thú Hà Nội ạ. Trên cái ô chữ của chúng tôi thì chúng tôi đã đọc thấy những từ có nghĩa là thú này, chữ Hà này và rất có thể là nội, chữ N. Phương án trả lời của Hiếu thân mến là một phương án không thể không chính xác. Thì chúc mừng. Thưa quý vị, đó chính là vườn thú Hà Nội. Vườn thú Hà Nội nằm trên địa phận làng Thủ Lệ, một làng cổ có từ thời nhà Lý. Trong khuôn viên còn có đền Voi Phục, một trong Thăng Long tứ trấn,
cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía Tây. Vườn Thú Hà Nội được khởi công xây dựng vào ngày 19 tháng 5 năm 1975 và 2 năm sau, năm 1977 mở cửa đón khách. Cho đến nay, Vườn Thú Hà Nội đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan mỗi năm. Vườn Thú Hà Nội không chỉ là nơi trưng bày các loài động vật phục vụ nhân dân và du khách nước ngoài đến tham quan vui chơi, mà còn là nơi nghiên cứu khoa học về động vật, góp phần vào công tác bảo tồn, giáo dục việc giữ gìn bảo vệ môi trường thiên nhiên. Với việc tìm ra được nội dung ô chữ ở vòng chơi đầu tiên này thì bạn Hiếu đã có được 3.000 điểm và xin chúc mừng bạn Hiếu. Ở phía trước các bạn vẫn còn rất nhiều cơ hội, chúng ta hãy tự tin để nắm bắt nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi của chương trình. Và thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở vòng chơi thứ hai của chiếc nón kỳ diệu. Và ở trong vòng chơi này thì chúng tôi sẽ có trò chơi đó chính là ô bí mật. Nếu những người chơi của chúng ta đồng ý với việc là khám phá ô bí mật này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra thưa quý vị. Một là người chơi sẽ giành được một phần quà trị giá có thể lên tới là 3 triệu đồng. Hai là sẽ mất điểm. Như vậy là người chơi sẽ phải rất chú ý để đưa ra sự lựa chọn của mình. Ở phần chơi thứ hai này thì người sẽ có vòng quay đầu tiên, đó chính là bạn Tuấn Anh. Là người hài hước này, luôn là tâm điểm trong mọi cuộc vui. Em xin kể một câu chuyện cười. Không phải kể tình huống đâu, tình huống cười mà lúc vừa rồi mà em và các bạn đã nói chuyện với nhau ở ngoài. Ban đầu thì người cổ vũ của em có nói là cứ lên đi rồi tớ tượng hình cho. Xin các bạn tượng hình chữ R cho mình vậy ạ. Tượng hình chữ R đúng không ạ? Vâng, chữ rất dễ đoán. Tôi thấy là khi bạn nói là các bạn bạn nhắc bạn chữ R thì là dùng ký hiệu răng ạ. Răng là chỉ vào răng đúng không ạ? Vâng. Vâng, R. Như vậy là với cái hành động vừa rồi thì tôi biết là các bạn khán giả cổ vũ cho Tuấn Anh rất có thể sẽ nhắc Tuấn Anh trong suốt cái quá trình bạn chơi. Nên là tôi có một yêu cầu nhỏ nhỏ là chúng ta tuyệt đối ngồi im, để tay đúng vị trí, không cười, mắt nhìn thẳng. Vâng, tuyệt đối ạ. Không làm bất kỳ một động tác gì cả, bởi vì rất dễ gây hiểu lầm cho hai người chơi còn lại của chúng tôi. Ưu điểm bạn nói với chúng tôi là biến những điều đáng buồn trở nên vui vẻ hơn. Vâng, ví dụ em quay ô mất điểm vậy ạ. Vâng. Thì làm thế nào nhỉ? Thì em cố gắng quay ô gấp đôi thôi ạ. Có nghĩa là bây giờ mình cố gắng quay ô gấp đôi để bù lại mất điểm đúng không ạ? Vâng. Và còn nếu mà chẳng may mà bây giờ tôi là một người chơi giống như bạn mà tôi quay phải ô mất lượt thì mất điểm mà tôi bảo tôi buồn quá, bây giờ bạn làm thế nào? Tôi vui thì bây giờ bạn làm thế nào? Không, chỉ có cái là quay sang người chơi bên cạnh là tí nữa thắng cắt tớ tí. Cắt một tí á? Ít quá không? Không thì bao giờ mình cũng phải là con người khiêm tốn mà anh. Còn họ thích hiểu thì hiểu thôi. Vâng. Như vậy là hai bạn ở bên cạnh mà Tuấn Anh chú ý nhá. Tuyệt đối là không đồng ý dù bị dụ dỗ thế nào được chăng nữa. Vâng, chúc bạn sẽ thành công với những lượt quay của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với ô chữ của vòng thi thứ hai. Ô chữ này của chúng tôi bao gồm 13 chữ cái. Đây là một câu thành ngữ khen người thẳng thắn và đứng đắn. Xin mời Tuấn Anh. Và bạn Tuấn Anh đã đến được cái ô bí mật của chúng tôi. Bây giờ thì trước khi chúng ta khám phá ô bí mật này thì bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Một chữ cái theo bạn là sẽ nằm trong ô chữ của chúng tôi. Em xin nói chữ C ạ. Có chữ C. Bạn có đồng ý để mở ô bí mật này lên không? Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nhé, bởi vì khi mà bạn mở ô bí mật này lên thì rất có thể là 3 triệu đồng tiền mặt, mà cũng có thể là bạn mất hết, tức là mất cả điểm, mất cả lượt chơi. Nếu như bạn không đồng ý thì bạn sẽ có 1.000 điểm tương ứng với một chữ cái. Lật ô bí mật ạ. Lật ô bí mật. Vâng. Dám nghĩ, dám làm. Bây giờ thì tôi sẽ giúp Tuấn Anh để khám phá ô bí mật này. Bạn đã đồng ý rồi, bạn sẽ không còn quyền để thay đổi nữa. Cái gì nhỉ? Em cận. Bạn cận à? Xin chúc mừng bạn, thật ra điều này khán giả đã biết rồi. Đây là ô bao nhiêu ạ? 200. 200 điểm? Vâng. Bây giờ mắt bạn tinh thế.
Nó mới. À, bạn nói dối tôi đúng không nào? Nó mới ạ. Vâng. À, như vậy là cái con số là tác động thẳng đến mắt bạn là bạn nhìn thấy. Vâng ạ. Còn những cái chữ là bạn không nhìn thấy đúng không? Vâng ạ. Vâng, thế mà bạn có thể quay vào đúng ô bí mật của chúng tôi. Bạn nói là bạn nhìn kém đúng không? À, thế em phải đứng lại gần để nhìn ạ. À, bây giờ tôi xem bạn, mắt bạn có tinh không nhá, tôi dơ xa này, bạn nhìn thấy gì không ạ? 3 triệu ạ. 3 triệu đồng, xin chúc mừng Tuấn Anh. Chúc mừng Tuấn Anh. Chứng tỏ là mắt bạn ông tinh chứ đúng không ạ? Không hề kém chút nào cả. Lúc ấy ạ. Vâng, có lúc kém lúc tinh đúng không ạ? Lúc này nên tinh. Và chúng ta còn một ô bí mật nữa. Tôi sẽ mở ô này lên. Rất là may mắn cho bạn nhá. Bạn hãy nhìn đi, đây là ô gì? Em bị cận ạ. Lần nữa xin chúc mừng Tuấn Anh. Rất tuyệt vời. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại chữ C mà bạn Tuấn Anh đã vừa đoán. Chữ C có 2 chữ C. À, xin mời Tuấn Anh, bạn sẽ quay tiếp. Đấy, Tuấn Anh thấy không, đã vượt qua cái ô mà bạn không nhìn thấy rồi đấy. Để cái ô bạn nhìn thấy là 400 điểm. Dạ vâng, em hơi nhìn mờ, em nhìn hơn 1.000 rõ hơn. Vâng. Bạn khôn thế. Em xin đoán chữ A. Rất đáng tiếc là không có chữ A nào cả. Lượt chơi sẽ đến với bạn Hiếu. Bảy trăm điểm. Vâng, em xin đoán chữ U ạ. Không có chữ U nào. Quay trở lại với Thủy rồi. Tôi thấy là bạn khá căng thẳng mà hãy cười tươi đã nào. Rồi, xin mời. Hai trăm điểm, chắc là bạn thích ô này hơn ô thêm lượt đúng không ạ? Dạ. Vâng. Và bạn sẽ đoán chữ cái nào đây? Em xin đoán chữ N. Có 3 chữ N, xin chúc mừng Thủy. 200 điểm của bạn sẽ được nhân lên với 3, tức là bạn đã sở hữu 600 điểm. Chúc mừng Thủy. Và bạn sẽ quay tiếp nhé. Em xin đoán chữ H. Chữ H có 1 chữ H. Cứ được quay mà quay mệt mấy thì chúng ta vẫn thích. Hơn là cứ đứng nhìn đúng không ạ? Ồ, rất tuyệt vời là ô nhân thôi. Em xin đoán chữ Y ngắn. Có 1 chữ Y ngắn, xin chúc mừng Thủy. Xin mời bạn. Bốn trăm điểm. Em xin đoán chữ O. Chữ O có 1 chữ O, xin chúc mừng bạn. Bạn thấy không ạ? Tất cả các ô chữ cái của chúng ta đã gần như được mở ra hết rồi. Không hiểu là bạn đã biết được nội dung ô chữ của chúng tôi chưa? Dạ, em vẫn muốn quay tiếp. Nhưng mà bạn thấy không, trên chiếc nón này là rất nhiều ô mất điểm và mất lượt. Bạn đừng bỏ phí những cái gì mà bạn đã có. Dạ, nhưng mà em vẫn chưa đoán được ô chữ này, cho nên em sẽ quay tiếp ạ. Không quay tiếp. Vâng, nếu bạn nói là chưa đoán được thì chúng ta đành phải quay tiếp thôi. Xin mời. Điểm. Em xin đoán chữ Á. Chữ Á có 3 chữ Á, thì chúc mừng bạn Thủy. Có lẽ là bạn đang giấu tôi điều gì? Cho đến lúc này thì tôi khẳng định là bạn đã có thể biết được nội dung ô chữ rồi. À, nhưng mà đoán hay không thì là quyền của bạn thôi. Cho em hỏi em được bao nhiêu điểm rồi ạ? Hiện nay bạn đang có là 4.300 điểm. Cho em hỏi bạn bè với người thân của em là em nên đoán cái gì? Vâng ạ, quý vị khán giả, thế sao ạ? Dạ, em xin đoán luôn ạ. Ô chữ này là
ăn bằng nói chắc. Ăn bằng nói chắc. Tôi chưa công bố đáp án thì quý vị khán giả có mặt trong trường quay đã vỗ tay rồi. Và hai thành viên còn lại thì mặt đều rất là buồn. Chắc chắn đây là ăn bằng nói chắc. Xin chúc mừng thử. Vâng thưa quý vị, và như vậy là với việc đoán ra ô chữ trong phần chơi này thì bạn Thủy đã là người chiến thắng với 4.300 điểm. Xin chúc mừng. Chúng ta sẽ cùng đến với những vòng quay tiếp theo ở phần chơi thứ 3 của Chiếc Nón Kỳ Diệu. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng chơi thứ 3 này thì sẽ có trò chơi là đổi hay không đổi. Trò chơi này sẽ tương ứng với 4 phần quà của chúng tôi với những màu sắc khác nhau. Trong đó có 2 phần quà sẽ có tổng giá trị tiền mặt tối đa là 10 triệu đồng. Còn 2 phần quà còn lại sẽ là những món quà thú vị mang ý nghĩa tinh thần thôi. Người chơi của chúng ta khi tham gia vào trò chơi này thì sẽ có quyền lựa chọn một trong 4 phần quà của chúng tôi. Chúng ta cùng nhau chờ xem là họ sẽ chọn phải phần quà như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ quay trở lại ở vị trí của mình để đến với ô chữ trong phần chơi này. Trước khi đến với những vòng quay đầu tiên, chúng ta dành thời gian để làm quen với bạn Hiếu. Bạn đến từ Nghệ An, hiện nay bạn đang là sinh viên Học viện Ngân hàng, biệt danh là Kid. Vâng. Sao thế ạ? Vâng, thì em thích đọc truyện tiểu thuyết Conan ấy. Conan thì trong ấy có một nhân vật rất là đẹp trai và cũng có nhiều tài năng, gọi là ảo thuật gia dưới ánh trăng, biệt danh của ấy là Kid. Kid. Vậy thì cái nhân vật đó trong truyện Conan có điểm gì tương đồng với bạn? Vâng, thì cũng đeo kính như em. Đeo kính cũng đẹp trai như bạn không? Em nghĩ có lẽ hơn đấy. Hơn. Nghĩa là bạn cũng đẹp trai đúng không ạ? Vâng. Ngoài ra còn gì nữa? Vâng, thì bởi vì nhân vật trong ấy cũng có tính cách tương đồng như em nên là em lấy biệt danh là đã. Đó là tính cách gì ạ? Vâng, là ưa phiêu lưu với mạo hiểm, với là và các vụ án hình sự ấy. Đúng rồi, tôi thấy bạn có nói trong này là bạn có khả năng tìm hiểu về những thông tin thể thao này, pháp luật và các vụ án hình sự. Thích nghe nhạc và nằm nhắn tin với người yêu. Tại sao bạn không gọi điện cho nó nhanh nhỉ? Thì có nhiều lúc không thể gọi điện được mà có thể chat qua Facebook hoặc là nhắn tin ạ. Có những điều khó nói quá à? Không nói trực tiếp được nên là chúng ta cứ nhắn tin thôi. Vâng, thì có nhiều lúc gọi nhưng cũng có nhiều lúc là nhắn tin là nó thích hơn ấy. Thích hơn, cái cảm giác chờ đợi đúng không ạ? Vâng. Khi mà họ đồng ý một điều gì đó. Tôi hiểu điều này. Và tôi hỏi vậy thôi chứ nhiều khi tôi cũng ở trong trạng thái như bạn. Xin chúc Hiếu sẽ thành công ở những vòng quay của mình. Và thưa quý vị, ô chữ trong phần chơi thứ 3 này là một ô chữ gồm 13 chữ cái. Đây là loại hình âm nhạc xuất hiện vào những năm 30 của thế kỷ 18. Xin mời Hiếu. Là 1.000 điểm, nhưng điều quan trọng là bạn có đưa ra được chữ cái chính xác hay không thôi. Vâng, em xin đoán chữ N. Có 2 chữ N, xin chúc mừng bạn. Ngay ở lượt quay đầu tiên này thì bạn đã có câu trả lời chính xác. Vì thế mà bạn Hiếu thân mến, bạn sẽ được quyền tham gia vào phần chơi đổi hay không đổi. Không, em không tham gia, em chơi đến cùng. Tôi chưa nói xong rồi, bạn đã trả lời xong rồi. Em chơi đến cùng ạ. Đúng là bạn sẽ quay đúng không? Vâng. Và xin mời bạn quay tiếp. Như vậy là bạn Hiếu đã từ chối vào phần chơi của tuần. Yeah. Vâng, không chuyển qua ô 100 đâu ạ, mà vẫn ở lại ô 2.000. Có vẻ như là sự lựa chọn của bạn cũng chính xác. Vâng. Em xin đoán là chữ G. Chữ G có 2 chữ G, xin chúc mừng Hiếu. Xin mời bạn sẽ quay tiếp. Rất may mắn đúng không ạ? Không phải là mất điểm mà là 800 điểm. Em xin đoán chữ O. Chữ O có 1 chữ O. Bạn sẽ đến với lượt quay tiếp theo của mình.
bạn thấy không ạ? Tôi đã nói với bạn rồi. Nếu như bạn chọn một trong bốn phần quà của chúng tôi thì có phải bây giờ bạn ung dung không? Và bạn sẽ không phải tham gia và bắt buộc phải mở tất cả các ô chữ của chúng tôi. Nhưng không sao cả, cơ hội vẫn dành đến cho bạn cơ mà. Chơi tiếp theo sẽ dành đến cho Thùy. Hy vọng được rồi. Là chia đôi. Tôi nghĩ là cái ô này cũng không quá quan trọng với bạn bởi vì bạn vẫn chưa có điểm thưởng nào trong vòng chơi thứ ba. Dạ. Điều quan trọng là bạn vẫn có một cơ hội để đưa ra sự lựa chọn của mình. Em xin đoán chữ Y ngắn. Chữ Y ngắn, có một chữ Y ngắn. Xin chúc mừng Thủy. Thủy sẽ có cơ hội để tham gia vào phần chơi phụ của chúng tôi là đổi hay không đổi. Bạn thấy bạn hiếu rồi đấy. Dạ. Nhãn tiền rồi. Dạ. Hiện giờ em vẫn còn muốn quay tiếp. Thứ hai nữa là trước khi đến đây, cả gia đình em đều giao nhiệm vụ chị em là giải hết tất cả các ô chữ, chơi đến cùng. Cho nên em sẽ quay tiếp ạ. Trước khi vào phần quay tiếp theo, chúc Thủy thành công. Dạ, em cảm ơn. Với sự lựa chọn của mình. Xin mời bạn. Bạn nghĩ sao vào lúc này ạ? Theo bạn thì gia đình bạn nghĩ gì về ô mất lượt ạ? Giờ em chỉ biết mong là hai bạn này sẽ lần lượt quay và mất lượt hoặc là mất điểm thôi. Tôi hiện đây là một con người thẳng thắn. Có vẻ như là cái câu chia sẻ vừa rồi của bạn Thủy cũng giống như lời chúc của bạn dành đến hai bạn chơi. Nhưng mà thực tế thì cũng chưa chắc là như thế đâu. Xin chúc tất cả các bạn đều có cơ hội và đều may mắn cả. Và mỗi cái gì xảy ra thì đều là một cái niềm vui nhỏ nhỏ. Xin mời bạn Tuấn Anh, bạn sẽ là người quay tiếp. Trước khi bắt đầu lượt chơi của em xin ôm bạn người chơi cùng. Thay cái lời cảm ơn đấy đúng không ạ? Bạn Thủy ngay từ đầu chương trình đã nói là bạn Tuấn Anh rất là ga lăng. Và bây giờ chúng ta đã hiểu được sự ga lăng của bạn Tuấn Anh thế nào rồi. Không, em không mất lượt, mất điểm đâu. Vâng. Ô chín trăm điểm. Tôi biết ô này bạn nhìn thấy. Em chỉ nói chữ hát ạ. Có hai chữ hát, xin chúc mừng Tuấn Anh. Xin chúc mừng Tuấn Anh và theo đúng như luật chơi tôi lại hỏi bạn, bạn có tham gia vào đổi hay không đổi? Ý kiến các bạn. Đổi ạ. Em xin đổi. Đây là bốn phần quà của chúng tôi. Rất có thể là một trong bốn phần quà này sẽ là một tràng pháo tay mang đến tinh thần. Có thể là một món quà ý nghĩa thôi. Và cũng rất có thể là điều bạn mong muốn. Đó chính là một phần thưởng tiền mặt. Bây giờ bạn hãy lựa chọn đi một trong bốn cái màu này. Em từ hồi nhỏ có đi xem bói. Thế bói phán gì ạ? Người ta bảo em hợp với màu đỏ và màu vàng. Màu đỏ và màu vàng. Ở đây lại có cả hai màu nhỉ. Thế lớn lên em đi xem bói thì bói lại phán thế nào? Em vẫn hợp với màu đỏ và màu vàng. Vẫn hợp màu đỏ và màu vàng. Nhưng hôm nay em chưa xem. Không, bây giờ em tự là thầy bói của mình đấy vậy. Đỏ hay vàng ạ? Hay là cũng có thể là thích hai màu còn lại? Vàng. Vàng, tức là một phần quà rất là gần tôi đúng không ạ? Bây giờ tôi sẽ đổi cái hộp màu vàng này ra cạnh bạn nhé. Đây là hộp bạn đã lựa chọn và cả màu vàng, cả màu đỏ đều là cái màu sắc may mắn cho bạn đúng không ạ? Chúng ta chưa mở hộp màu vàng và tôi sẽ mở hộp màu đỏ ra. Anh mở. Bạn đừng nhìn vào đây, bạn cho tay vào đây. Nếu mà là tờ giấy thì tôi rất đáng tiếc cho bạn, còn nếu mà là một cái món quà nào đó thì tôi lại chúc mừng bạn. Là gì? Là gì ạ? Có ly lông ạ. Có ly lông chứ không phải giấy rồi. Và là gì ạ? Là ông ấy xà phòng. Phần quà này của chúng tôi cất đi.
Như vậy là cơ hội hộp màu vàng sẽ có phần thưởng tiền mặt đã cao hơn rồi. Bây giờ thì bạn sẽ mở đi ạ. Anh có thể mở một hộp còn lại không ạ? Ngoài màu vàng ra. Bây giờ tôi chỉ mở thế thôi. Còn bây giờ may mắn hay không là phụ thuộc vào màu vàng bạn đã lựa chọn. Bạn mở đi, tôi cũng rất hồi hộp. Thưa bạn, tôi có lời chúc mừng tới Tuấn Anh không? Chúc mừng em xem bói thế nào. Vâng đấy. Hai cái màu không hợp. Chứng tỏ không hợp đúng không? Đây, thưa quý vị, ở hộp màu xanh có phần thưởng của chúng tôi là 888.000 đồng. Hộp màu xanh dương cũng là một tờ giấy, bên trong là 3 triệu đồng. À, bạn thấy không ạ? Bây giờ từ nay trở đi chúng ta phải nghĩ lại về việc mà tin lời thầy bói. Được mà rồi. Không sao cả, với cái phần quà này này bạn có thể chia đều cho bạn bè đi, cổ vũ cho bạn. Vâng. Đúng ạ. Cái này có thể bảo vệ sức khỏe. Đúng rồi. Mà lại sức khỏe là vàng. Vâng. Nên là hai cái này cũng không cần. Không có ý nghĩa. Chúng ta nghĩ thế để ăn ủi, thế buồn. Rồi, xin chúc mừng từ nay, xin mời bạn ạ. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là chúng ta không thể biết trước được điều gì sẽ tốt cho chúng ta, đúng không ạ? Phải thử thì mới biết. Xin mời bạn Hiếu. Em xin đoán chữ A. Chữ A có 2 chữ A. Xin mời Hiếu. Ba trăm điểm. Em xin đoán chữ Ơ. Chữ Ơ có 1 chữ Ơ. Hiện nay bạn Hiếu đang có mức điểm thưởng là 8.700 điểm. Thêm lần nữa. Em xin đoán chữ C ạ. Chữ C có 1 chữ C. Nhanh thôi. Vâng, chỉ còn một chút xíu thôi thì sẽ sang ô 700 điểm. Nhưng mà ở vị trí này thì chúng ta sẽ tính là 200 điểm. Vâng, em xin đoán chữ Ư ạ. Chữ Ư có 1 chữ Ư, xin chúc mừng bạn. Và nếu như bạn muốn có được 8.700 điểm thì bạn phải đưa ra được nội dung ô chữ của chúng tôi. Vâng, em xin đọc ô chữ này là nhạc giao hưởng. Nhạc giao hưởng, bạn đọc rất rành giọt. Và phương án bạn đưa ra hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Từ giao hưởng, symphony bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp, nó có nghĩa là hòa hợp âm hưởng. Loại hình âm nhạc này được hình thành vào những năm 30 của thế kỷ 18, khi những khúc giảo đầu trong các vở opera ngày càng phát triển và mang tính độc lập. Từ đó thể loại âm nhạc giao hưởng đã ra đời. Trong các dàn nhạc giao hưởng gồm rất nhiều các loại nhạc cụ như violon, violoncello, contrapunt, bộ kèn, bộ gõ. Và người ta thường nói loại hình âm nhạc giao hưởng là âm nhạc Bắc học, với rất nhiều các tác gia nổi tiếng như Joseph Haydn, Mozart hay Beethoven. Thưa quý vị và các bạn, ở vòng chơi thứ 3 này thì bạn Hiếu đã giành được chiến thắng. Và hiện nay bạn đang có là 8.900 điểm. Xin chúc mừng Hiếu. Thưa quý vị, và như vậy là sau 2 phần chơi đoán nhanh và 3 phần chơi chính thức của chúng tôi, chúc mừng bạn Thủy, bạn sở hữu 5.300 điểm. Còn với bạn Tuấn Anh thì bạn không có mức điểm thưởng nào cả. Tuy nhiên thì bạn vẫn là người rất vui, là bởi vì ở phần ô bí mật thì bạn đã mở và bạn đang sở hữu mức tiền thưởng là 3 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn.
Có lẽ là người vui mừng nhất và hạnh phúc nhất trong chiếc nón kỳ diệu tuần này không ai khác, thưa quý vị, là bạn Hiếu. Bạn sở hữu mức điểm cao nhất 12.400 điểm. Xin chúc mừng Hiếu. Và chúng ta cũng biết được vòng đặc biệt của chiếc nón kỳ diệu tuần này dành cho người chơi nào. Đó chính là bạn Hiếu. Và ngay bây giờ bạn hãy tiếp tục sẵn sàng để chúng ta đến với thử thách của vòng đặc biệt. Và trước khi chia tay các bạn, chúng tôi cũng có những món quà. Hy vọng các bạn sẽ luôn nhớ về chương trình. Xin cảm ơn sự tham gia của các bạn. Xin chúc mừng Hiếu. Quý vị và các bạn đang có mặt ở vòng chơi dành cho khán giả của chương trình chiếc nón kỳ diệu. Thưa quý vị, ở vòng chơi này, ô chữ chúng tôi dành đến cho khán giả là một ô chữ gồm có 13 chữ cái. Đây là một chương trình tình nguyện. Và quý vị khán giả nào sẽ có phương án trả lời đấy ạ? Vâng, xin mời bạn nữ đang ngồi phía dưới này. Xin mời em. Em thưa anh là em xin trả lời là lễ hội Xuân Hồng ạ. Lễ hội Xuân Hồng. Đáp án của bạn đưa ra quá chính xác, xin chúc mừng. Đó là lễ hội Xuân Hồng. Bạn tên gì và hiện nay bạn đang học ở đâu? Dạ, em tên là Phạm Dương Huyền, hiện nay em đang học Đại học Phương Đông ạ. À, như vậy là một bạn sinh viên. Dạ vâng. À, bạn hiểu ý nghĩa của lễ hội Xuân Hồng không ạ? Em thưa anh là theo em biết thì lễ hội Xuân Hồng là một ngày hội tình nguyện hiến máu của Hà Nội ạ. Vâng, đặc biệt có sự tham gia của rất đông các bạn sinh viên. Vâng. À, giống như là bạn đúng không nào? À, và đây là một cái lễ hội rất có ý nghĩa dành cho xã hội của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin chúc mừng bạn và phần thưởng dành đến cho bạn ngày hôm nay đó là một chiếc nồi cơm điện. Xin chúc mừng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với vòng chơi đặc biệt của chiếc nón kỳ diệu. Thưa quý vị, vòng chơi đặc biệt này của chúng tôi dành đến cho người chơi có mức điểm cao nhất. Đó chính là 12.400 điểm. Hy vọng là chúng tôi sẽ có thêm một cơ hội nữa nói lời chúc mừng với bạn khi mà bạn giải được ô chữ trong vòng chơi đặc biệt. Bạn hãy cho chúng tôi biết là bạn sẽ mở ô chữ trước hay là bạn sẽ chọn phần thưởng của mình trước ạ? Quay trước. Và xin mời bạn quay ạ. Vòng quay của chúng ta sẽ dừng lại mức bao nhiêu đây? Đó là 10 triệu. Xin chúc mừng bạn. À, tôi nghĩ đây cũng là một cái phần thưởng khá cao rồi. Yeah. Chúng ta sẽ cùng đến với ô chữ trong vòng chơi đặc biệt gồm có 14 chữ cái. Đây là một trong những nét thu hút khách du lịch khi đến với Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Với ô chữ có 14 chữ cái này thì bạn Hiếu, bạn có quyền đưa ra sự dự đoán của mình cho ba ô chữ. Em xin đoán là chữ N. Chữ N. Rồi là chữ A. Chữ H ạ. N, A và H. Chữ N có một chữ N. Chữ A rất đáng tiếc là không có chữ A nào. Có chữ H thì sao ạ? Chữ H chúng ta có hai chữ H. Chúc mừng bạn. Ngay sau đây bạn sẽ có 30 giây để suy nghĩ và tìm những phương án trả lời. 30 giây, bắt đầu. Giây đã trôi qua và bạn Hiếu sẽ có 10 giây để đưa ra các phương án của bạn. Danh lam thắng cảnh. Mười giây cũng đã kết thúc rồi và bạn Hiếu không có bất kỳ một phương án trả lời nào cả. Chúng tôi xin đồng nhiệt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chiếc nón kỳ diệu. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu những vòng quay đầu tiên. Bạn hãy thức đêm làm gì? Có nhiều lắm. Tức là bị mang tiếng. Tôi đang làm chi hội trưởng phụ nữ chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh và câu lạc bộ văn nghệ. Đáng tiếc mà bây giờ lượt chơi của bạn cũng chẳng thể nhiều cho ai được. Và bây giờ cơ hội
để giải ô chữ này sẽ dành đến cho quý vị khán giả. Tôi xin mời bạn Nam. Tôi xin đoán đáp án là ẩm thực đường phố ạ. Hoàn toàn chính xác, đó chính là ẩm thực đường phố. Thức ăn đường phố hay còn gọi là thức ăn vỉa hè là loại thức ăn được bày bán trên các vỉa hè. Đây là các loại thức ăn đồ uống đã chế biến sẵn hay đã sơ chế và sẵn sàng hoàn thành khi khách hàng yêu cầu. Thông thường, thức ăn được bày bán trên các tiệm ăn di động, quán ăn tạm thời hay các xe đẩy. Thủ đô Hà Nội là thiên đường của những món ăn đường phố Việt. Các món ăn nổi tiếng Hà Nội như phở, bún, bún chả và các loại bánh ngay trên những vỉa hè, đặc biệt khu phố cổ. Nếu như ẩm thực đường phố ở các nước phương Tây gắn với hình ảnh những chiếc xe bán đồ ăn lưu động, thì ở các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, những gánh hàng rong là hình ảnh không thể thay thế trong tâm thức mỗi người khi nghĩ về những món ngon đường phố. Bạn tên là gì và bạn đang học ở đâu ạ? Xin chào chương trình. Mình là Phạm Công Trình. Mình đến từ Nam Định. Hôm nay mình đến cổ vũ cho bạn Thủy. Hiện nay mình đang là luật sư của công ty luật Tài Năng Việt. Xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã có câu trả lời chính xác. Sau đây là phần quà của chúng tôi. Bạn Hiếu thấy không ạ? Tôi nghĩ là câu trả lời sẽ không quá khó nếu như mà chúng ta để ý một chút. Rất đáng tiếc với bạn Hiếu. Nếu như bạn có câu trả lời chính xác thì bạn sẽ sở hữu thêm 10 triệu đồng nữa. Nhưng mà không sao, bạn sẽ vẫn tạm biệt chúng tôi ra về với mức điểm thưởng cao nhất. Đó chính là 12.400 điểm, tương ứng với 12.400.000 đồng. Xin chúc mừng bạn. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi thay mặt những người thực hiện chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự theo dõi, sự ủng hộ của quý vị dành đến cho chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau giờ này tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.